Úi rồi anh em ơi, anh em thấy bất ngờ chưa? Hôm nay hai clip cơ à? Bình thường ngày ra clip ngày không, hôm nay tận hai clip. Làm sao ấy nhỉ? Hôm nay hơi lạ đúng không? Thế lý do là tại làm sao nào? Làm sao mà lại ra tận hai clip? Thì cũng xin chia sẻ với các anh em ở trên kênh, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Thế nên là tôi cũng mong muốn là ở trên kênh hôm nay cũng sẽ là một cái ngày vui. Khi mà anh em có tới hai clip để xem. Ra hai clip thì chắc chắn là anh em sẽ vui rồi, anh em sẽ rất là mừng. Mà anh em đã mừng thì biết đâu đây anh em lại có quà. Đùa thôi. Đấy, anh em chúc là tôi vui rồi. Đấy, còn đối với anh em Đặng Minh Trung và anh em Nguyễn Văn Chiến thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai anh em. Rất là cảm ơn hai anh em rất nhiều vì anh em nhớ ngày sinh nhật của tôi và đã gửi cái món quà donate dành cho tôi trong cái buổi sáng nay. Cảm ơn hai anh em. Hôm nay là ngày vui, ngày đặc biệt của tôi nên là tôi sẽ chơi một cái bộ gì đấy mà nó hay ho một tí nhá anh em nhá. Đấy, sao chơi cái gì nào. Hôm nay cũng may mắn phết đấy nhở. Đấy, đúng ngày sinh nhật của mình có khác. Bài ngon đấy. Giao cái ra đầu game ra ba mic này là ngon rồi. Thay ra con gấu đá này. Ra là con gấu đá. Ây da. Ây da. Ok. Đừng mà thua nhá. Với đài. gấu đá mạnh thật đấy. Trận này không có cái con mèo nên là chắc là sẽ ra gấu đá thì cũng sẽ không chơi được cái bộ 6 sa man đâu. Rồi, có Freedom đây rồi. À rồi ôi, ác mộng này. God Exorcist tối thượng à? Đúng không? Liệu rằng có thể chơi được God Exorcist tối thượng không? Ờ, được đấy nhờ. Tự nhiên lại round 5 mà đã có hai con 2 sao rồi. Nhưng mà cái vấn đề ấy là có một cái vấn đề là round này không up cấp được thì chắc là sẽ thua mất một round. Đúng rồi, round này chắc thua rồi. Khó nha. Round này nó kẹp hai cái con tabu chờ vào anh em ạ. Đấy, kẹp hai con tabu chờ vào khả năng thua rất cao. Nhưng mà may quá hai con tabu chờ nó lại đánh vào cái con ọc nó đang được bắp giáp. Ui phải đái cái gì kìa. Gặp thằng Tuấn Cơm nữa. Ui phải đái ạ, thề. Gọi là thằng ạ. Vào trong game gọi tôi là thằng phải đái chứ lại. Anti rồi, đấy chắc anti đây. Thật sự là một cái người bình thường người ta gặp nhau người ta chả bao giờ người ta gọi nhau là thằng à. Đấy là một cái phép lịch sự tối thiểu của những cái người không quen biết. Bây giờ ra ngoài đường gặp là thằng vớ vẩn còn bị ăn đấm ấy như. Cái kiểu gì mà lại tự nhiên lại đang gặp trong game chả quen chả biết gì cả. Coi như là gọi là thằng cái này thì chỉ có thể là gì. Là quen biết đấy. Nhưng mà là quen biết từ kiểu là ghét cay ghét đắng. Đấy. Kiểu là gì, kiểu là chủ tịch câu lạc bộ anti Tuấn Cơm. Dã man. Không sao, đón hết anh em. Gặp cái là đến là đón thôi. Có gì đâu. Nhưng mà cũng hơi đen nhỉ. Đúng cái ngày sinh nhật lại gặp ngay cái thằng anti. Ui lại. À, hai ông này party với nhau à. Cái gì? Tưởng nghỉ game rồi à. Thế chắc chắn là không xem kênh tôi rồi. Không phải là anti rồi. Thế thì cũng không phải là anti luôn. Thường là mấy cái thằng anti ấy, nó hay xem kênh tôi lắm. Anh em ạ, à, ngoài các anh em fan cứng ra thì mấy thằng anti nó cũng hay vào hóng xem. Tôi có nói sai gì không để còn sửa, chỉnh. Dạ mà mấy cái thằng anti nó hay xem tôi lắm anh em ạ. Xem, không những xem mà còn xem đớp từng chữ vào luôn. Nói câu nào là nhớ câu đấy. Để sau này biết đường còn vặn vẹo. Ok. Kiểu gì thì cũng chiều thôi anh em ạ. Đến là đón thôi. Nhưng mà thế thì trận này chắc không bay rồi. Tôi lại nghĩ lại rồi anh em ạ. Trận này không đánh bay rồi, không búa rồi. Trận này phải đánh tử tế rồi anh em ạ. Nhiều khi kiểu mình làm content ấy, xong rồi mình vào trong game mình múa mấy cái đội hình kiểu độc dị lạ. Xong để mấy thằng anti nó đấm nó chửi cho sấp mặt. Hôm nay chắc là lại phải chơi tử tế anh em ạ. À hoặc là có thể là múa trong cái sự tử tế nhá anh em. Dã man.
Ôi trời ơi, ác mộng đấy rồi. Nhưng mà bây giờ phải bán con gì đi nhỉ? Bây giờ đang có hai cái sự lựa chọn ấy, một là chơi Clive xong rồi kẹp Human đánh ở level 12 tối thượng. Hai là gì là đánh rồng. Thôi bỏ con ngựa đi. Tôi cũng đang phân vân không biết là chơi ngựa hay chơi rồng, nhưng mà tôi nghĩ là chơi rồng ngon hơn. Chuyện này chơi rồng ngon. Có rồng 5 đô anh em ạ. Kể ra mà không có rồng 5 đô, tôi chơi kiểu xây dựng theo cái nối là gì? Là build Clive xong rồi chuyển dần sang Clive 3m ấy. Xong rồi chuyển dần sang 6m kết hợp với cả rồng sao. Hoặc là có thể chuyển sang Exit cũng được. Nhưng mà trận này có rồng 5 tiền thì khả năng là nó lại không phải là Exit mà nó sẽ là gì? Nó sẽ là 6m. Đấy. Đấy, và ở đây nhân tiện đây tôi cũng xin chia sẻ với anh em một cái này mà nó rất là có ích cho các anh em mới chơi. Đấy là gì? Là trong cái lúc mà tôi nói tôi chơi là tôi cũng luôn nói là tôi sẽ chơi cái gì, hoặc là tôi đang có cái ý tưởng hay là tôi đang định chơi cái gì. Và tôi khi mà tôi đã có cái ý tưởng đấy, tôi định cái gì là tôi sẽ dần dần tôi sẽ chuyển theo cái bài đấy. Và ở đây là khi mà tôi chơi là anh em hãy xem cái cách chuyển, cái cách xây dựng. Đấy. Ví dụ như bây giờ Ron lại ra con rồng rồi này. Thì sẽ phải bán với con đi đúng không? Và bây giờ bán con ngựa đi. Bởi vì là bây giờ chúng ta ưu tiên rồng hơn. Đấy, ưu tiên là sức mạnh của rồng. Đó, thì trong cái quá trình mà chơi ấy, với các anh em mới chơi nhá, một vài anh em mới chơi và mới xem kênh tôi, thì các anh em rất là mong muốn là tôi sẽ làm những cái video clip hướng dẫn người mới chơi bằng cách là gì? Là tóm tắt mỗi game chỉ 15 phút thôi, để anh em có thể nắm được rõ cái đội hình. Thì có một cái chia sẻ thật lòng với các anh em. Anh em đã xem kênh tôi rồi, anh em vào đây anh em xem, anh em nghe tôi nói, thì anh em hãy ghi nhớ cái điều này. Đấy, và tôi xin chia sẻ thật lòng với anh em là con game này nó không dành cho những cái người mà chơi theo cái kiểu hệ là hệ TikTok, hệ chơi nhanh nha anh em nhá. Đấy. Con này tìm hiểu rất là mất thời gian, rất là lâu, rất là nó giống như là cái gì là anh em học bài ấy, anh em đi học ấy, anh em ạ. Nó sẽ có từng cấp học và anh em sẽ phải tìm hiểu đúng theo kiểu là anh em học thực sự ấy. Chứ còn anh em tìm hiểu mà anh em chơi theo kiểu là anh em xem TikTok ấy, anh em xem nhanh ấy, thì anh em không bao giờ anh em chơi hay được và anh em không bao giờ anh em tiến bộ được đâu. Bởi vì làm sao? Nó rất khó. Cái cấp thì nó sẽ phân cấp ra theo từng cái cấp độ. Mà để anh em tiến bộ được ấy, anh em lên cái trình độ cao ấy, thì anh em bắt buộc anh em sẽ phải có cái quá trình và anh em sẽ phải xem cái cách vận hành. Đấy, và cái cách vận hành ở đây nó chính là cái tầng cao nhất đấy anh em. Cái tầng cao nhất để có thể chơi được ấy, nó là cái cách vận hành. Cái người nghĩ ra cách vận hành và cái người nghĩ ra cách để mà xây dựng một cái bộ, nó khác nhau. Tôi chơi khác mà các anh em, ví dụ các anh em chơi khuya chẳng hạn, các anh em sẽ chơi cái kiểu khác. Đấy, hay các anh em xe quen sẽ chơi cái kiểu khác. Cái cách xây dựng, cái cách tư duy của từng người ở trong cái con game này là khác nhau. Mặc dù cái kết quả cuối cùng ấy, nó giống nhau, tức là nó đều hướng tới một cái line up, một cái bộ gì đấy. Đấy, mà cái cách, cái lối tư duy và cái cách xây dựng ấy, nó hoàn toàn khác nhau. Đấy nên là nếu mà anh em học được cái cách tư duy của từng người ấy, nó cũng sẽ khác nhau. Anh em xem kênh của tôi, sau đó anh em sang anh em xem kênh của anh em chơi khuya, là anh em xem kênh của anh em dễ quen hay là Xgame88 chẳng hạn, thì mỗi người có một cái cách chơi khác nhau, mỗi người có một cái cách xây dựng khác nhau, hoàn toàn không hề giống nhau tí nào. Đấy, và mỗi người sẽ có một cái hay riêng để các anh em mới chơi là có thể học được. Ok, Rona. Úi dồi ôi, ra được ác mộng sớm à. Đấy, thì đây á, ví dụ là ra ác mộng sớm thì với tôi ý, nó sẽ là gì? Nó sẽ là rồng Exit. Đó. Nhưng mà với các anh em khác, tôi lấy ví dụ nhá, như anh em chơi khuya chẳng hạn, thì nó sẽ là God Warlock, ví dụ thế. Hoặc là như dễ quen thì nó sẽ là gì? 9bet. Đấy, nói chung là cái này nó là tùy vào cái người chơi, người làm nội dung. Nhưng mà thường thì mỗi người sẽ có một cái sở trường, một cái đội hình, một cái nối tư duy khác nhau. Đấy nên là cách chơi cũng khác nhau. Chính vì thế nên là khi anh em mà học ở trên YouTube ấy, anh em học cái cách chơi của các YouTuber thì chủ yếu là học về cái tư duy của từng người.
Thì anh em học, anh em nhiều khi anh em bị nhiễm ấy, anh em bị nhiễm theo cái lối chơi của từng người. Đấy. Nhưng mà cái đấy nó sẽ giúp cho anh em chơi hay. Đấy. Ít nhất là chơi sẽ giống như là tôi chẳng hạn. Nếu anh em xem tôi, ít nhất chơi là bằng tôi đã. Đấy, còn anh em, các anh em mà thông minh, các anh em mà có năng khiếu ở trong trò này thì anh em chơi hơn tôi rất là nhiều. Khi mà anh em nắm được những cái cơ bản, sau đó anh em sẽ tìm được ra những cái lối đi riêng cho bản thân anh em. Đấy, anh em tự sáng tạo. Mà cái tầng sáng tạo là cái tầng cao nhất rồi. Cái tầng mà để mà nghĩ ra được ấy, để mà chơi ấy, thì nó thực sự nó là cái tầng cao nhất. Đấy. Trước tiên, cái tầng thấp nhất ấy, khi mà anh em mới chơi ấy, thì anh em phải xem đã. Anh em chưa học được đâu, anh em phải xem đã. Anh em phải xem là à tại sao nó lại như thế đã. Nó là những cái con gì, điểm mặt, đặt tên, thuộc đã. Trước tiên anh em phải thuộc bài đã anh em ạ. Đấy, sau đó anh em sẽ học. Cái tầng học đó là cái tầng thứ hai nha anh em nhá. Chứ cái tầng đầu tiên ấy, anh em phải làm quen đã, anh em phải thuộc đã. Sau đó là anh em sẽ phải học theo. Anh em làm giống hệt đã. Anh em làm giống hệt tôi được đã. Thì nó là cái tầng thứ hai rồi đấy anh em ạ. Mà để mà làm giống hệt được ấy, thì anh em không thể làm mà anh em xem được tóm tắt đâu. Anh em xem tóm tắt thì anh em không bao giờ anh em làm giống hệt được. Anh em sẽ mãi mãi anh em sẽ chỉ ở cái tầng đầu tiên thôi. Là cái tầng là gì? Là thuộc thôi, thuộc bài thôi. Anh em ra được một cái bộ và anh em thuộc theo. Tức là anh em làm theo y hệt cái bộ đấy. Nhưng mà trong cái quá trình ấy, ở giữa thì anh em không hề giống nha anh em nhá. Chính vì thế là anh em sẽ mãi, anh em không bao giờ anh em có thể làm giống hệt được. Đấy. Nên là cái chính ý là nó ở cái đoạn giữa anh em ạ. Cái đoạn xây dựng ấy. Thế nên là nếu mà anh em không vượt qua được cái tầng đầu tiên ấy, thì anh em sẽ không bao giờ đến những cái tầng tiếp theo được. Tôi nói thẳng với anh em là như thế luôn. Và anh em chơi anh em sẽ rất mau chán vì anh em sẽ thua thôi. Anh em đánh đến cái mức nào đấy là anh em sẽ gặp những cái đối thủ khó nhằn hơn. Đấy, cái tầng của anh em nó là cái tầng, ví dụ tôi lấy ví dụ nhá, như mới chơi thì nó chỉ là tầng bitshop thôi. Tầng bitshop là anh em đánh một lúc thời gian nên là anh em sẽ lên được đến tầng rook. Mà lên đến cái tầng rook ấy thì nếu mà anh em không phát triển được hơn cái gì thì anh em sẽ mãi mãi anh em ở cái tầng rook thôi. Đấy. Cái chính xem YouTuber là gì? Là học được cái lối chơi. Học được và làm theo giống hệt đã. Chỉ cần như thế thôi là anh em đã coi như là lên tầm rồi. Chưa nói đến những cái tầng cao hơn. Và còn rất lâu nữa anh em mới đến cái tầng sáng tạo được. Đấy, các anh em mới chơi anh em không thể nào anh em sáng tạo đâu. Trong cái con game này nó luôn có những cái lý thuyết cơ bản. Và nó luôn có những cái mà nói chung là của người đi trước người ta đã tìm ra rồi. Đấy, anh em chỉ làm theo thôi. Đấy, còn anh em sáng tạo ấy thì nó là cái tầng cao nhất. Đấy, còn trước cái tầng sáng tạo nó còn vài tầng nữa cơ. Tôi lấy ví dụ như là sau cái tầng mà anh em học thuộc theo cái người hướng dẫn anh em ấy, anh em làm y hệt rồi, thì anh em sẽ đến một cái tầng tiếp theo, đó là cái tầng mà anh em đã biết chơi. Và anh em sẽ có những cái phản biện đối với cả cái người làm YouTuber như tôi. Chẳng hạn có những cái mà tôi không biết hoặc có những cái mà tôi sai lầm ở trong cái mỗi cái meta mới, anh em có thể tìm ra anh em phản biện lại. Đó, thì nó là cái tầng tiếp theo đấy. Đó chính là cái tầng mà khi anh em biết, anh em phản biện lại. Đấy, còn một cái tầng mà để mà hướng dẫn được người khác chơi ấy, thì cái tầng đấy là nó là cái tầng cao nhất rồi anh em ạ. Và đến lúc đấy là anh em sẽ thông thạo cái gì? Cái tầng cao nhất là anh em không phải là anh em thuộc những cái tên của những cái quân bài trên bàn cờ nữa rồi. Anh em không cần phải là thuộc những cái bài là gì, là bài nào counter bài nào nữa rồi. Anh em không cần phải là thuộc những cái bài là phải là chuyển bài gì để counter đối thủ vào late game nữa rồi. Bởi vì những cái đấy anh em đều đã biết hết rồi. Anh em đã lên cái tầng đấy là anh em biết hết rồi. Và cái hơn nhau ở trong cái con game là gì? Là cái nhạy bén ở trong cái việc tham minh ấy. Đó chính là cái đỉnh cao nha anh em nhá. Đỉnh cao nhất của trò này đó là tham minh. Và tham minh ở đây là gì? Mỗi một cái line up nó có một cái điểm rơi, một cái sức mạnh đội hình nó khác hẳn nhau. Đấy, và anh em chơi cái bộ nào anh em thông thạo cái bộ đấy thì anh em mới tham minh được. Từng cái bộ line up một nó sẽ có những cái điểm rơi khác nhau, những cái điểm tham minh khác nhau. Mà khi mà anh em đã thông thạo từng bộ như thế thì anh em đã gọi là master mẹ nó rồi. Tức là anh em không cần phải là ai hướng dẫn nữa mà anh em sẽ đi hướng dẫn người khác đấy. Tôi nói thật với anh em cái điều đấy. Đấy, mà để được cái trình độ như thế thì anh em sẽ phải qua những cái tầng ở phía dưới. Đấy, và cái tầng thấp, anh em đang ở tầng thấp, anh em mới chơi, anh em thậm chí tướng ấy, anh em còn chưa thuộc, thì tốt nhất là anh em hãy lên là gì? Hãy xem hết để biết được cái cách xây dựng nha anh em nhá. Và đây nó cũng là những cái chia sẻ
ở trong game. Đấy, tôi đang nói đây chính là những cái chia sẻ dành cho những cái người mới chơi. Đấy, anh em nắm được cái lối vận hành của con game này. Nó không đơn giản như anh em nghĩ là anh em có thể vào anh em lấy được mấy cái đội hình coi như là chuẩn. Anh em nhìn thấy là tôi ra một cái đội hình chiến thắng ở League game, anh em ra xem cái đội hình đấy, rồi anh em form theo cái đội hình đấy. Nó không đơn giản là như thế đâu anh em. Đấy, nhiều khi chiến thắng nó là bởi vì làm sao? Nó chính là vì cái tham minh mà tôi vừa nhắc đấy. Có những cái đội hình mà nó mạnh ở late game và có những cái đội hình mà nó phải đẩy sớm. Đấy, và khi anh em không nắm được những cái đấy, anh em không tham minh tốt thì rõ ràng là anh em sẽ không bao giờ anh em có thể đánh tốt được cái bộ đấy đâu. Mà để biết được là tham minh như nào thì anh em phải nhìn ở cái giai đoạn giữa ấy. Đó, và tham minh ở đây không có nghĩa là gì, là cứ chăm chăm vào chơi một cái bộ. Khi mà vào trong game ấy, thấy ví dụ có cái dấu hiệu ra cái bộ gì, một cái tín hiệu ấy, chơi theo cái bộ đấy anh em ạ. Đây là như ở đây là có một cái người họ đang tham minh được cái bộ 9 Feather rất sớm và đánh ở level 7 xả hết tiền đây này. Đó là một cao thủ đấy anh em. Đấy, và chắc chắn là cái ông cat GG Well Play này là một cái người chơi mà thông thạo cái bộ Feather này. Tôi phải khẳng định với anh em luôn, tham minh rất chuẩn ở level 7, xả tiền và đưa lên cây lên bà đấy, đánh ở cái giai đoạn giữa đấy. Đó, còn lý do tại làm sao vừa đấy tôi xả, bây giờ tôi không xả nữa là vì là tôi biết là cái bộ này không thể ăn được cái bộ đấy rồi. Đấy, nên là tôi không xả. Cái lý do là đó, chúng ta sẽ phải biết được cái sức mạnh của bản thân chúng ta, và chúng ta còn phải biết được cái sức mạnh của đối thủ nữa, để còn ra được những cái quyết định chính xác xem là xả tiền hay không xả tiền. Mà cái đó nó chỉ có thể xem được khi mà chúng ta xem được cái diễn biến ở trong game thôi. Còn nếu mà anh em chơi cái kiểu là anh em tóm tắt thì tôi nói thật với anh em là anh em sẽ không bao giờ có thể biết được những cái đấy. Anh em chỉ biết được những cái nó quá là cơ bản luôn. Và khi mà anh em chơi thì thế nào rồi anh em cũng sẽ biết được những cái điều đấy thôi. Còn cái hay là gì? Cái hay là ở những cái tình huống ở trong game ấy. Chúng ta thấy ngay cái bản thân chúng ta nhá, tình huống ra bài. Cái tình huống ra bài nó đã là một cái mà mỗi người có một cách xử lý, một cái cách tư duy khác nhau rồi. Cái tình huống ra bài nhá, chưa nói lên những cái tình huống như này. Khi mà bật bảng lên đấy, và nhận thấy là gì, trận này rất nhiều mét luôn. Trận này tự nhiên nhá, là có con rồng 5 đô cái là bây giờ là 5 ông chơi mét. Đấy, 5 ông chơi mét, một ông người chơi Feather, nhưng mà chắc chắn là sẽ là bộ fake rồi và sẽ chuyển sang là gì, là chơi cá. Vậy nên là tương lai ấy, đây là tôi cũng xin là chia sẻ luôn nhé, là xem cái video của tôi là có một cái rất hay là tôi luôn chia sẻ cho anh em cái cách mà tôi xây dựng đội hình và tôi nghĩ để tôi sẽ làm nào để tôi được top 1 đấy. Thì cái cách xây dựng là gì? Là khi mà tôi chia sẻ là tôi sẽ nói luôn là bây giờ là tình hình là như này này, là có thằng nào đang định chơi cái này này, là bây giờ là tôi đầu game mà tôi có ý định chơi cái này đấy, nhưng mà xong cuối cùng là có thằng nó chơi như này là tôi lại không chơi như thế đâu, là cuối cùng là thôi là lại không xây dựng như thế nữa, là phải chuyển sang như này này. Đấy, là tôi nói rất kỹ luôn. Thế nên là anh em xem tôi, anh em thích ở cái chỗ là như thế, các anh em xem kênh tôi anh em thấy hay ở cái chỗ là như thế, là có những cái cú mà quay xe kịp thời. Đấy, quay xe kịp thời mà. Đấy, như cái trận này nhá, là thứ nhất là gì, là cái thằng fake nó rất là dễ dàng để nó có thể chuyển sang 6 cá, nó kẹp vào, nó counter vào những cái nhà mid còn lại, nó không phải lo lắng về những cái nhà khác do có rất ít nhà chơi vật lý ở trận này. Thế nên là tương lai ấy, tương lai của chúng ta là gì, nó sẽ không phải là 5 rồng đâu anh em ạ. Nó sẽ không phải là 5 rồng anh em nhá. Chúng ta xây dựng cái bộ 5 rồng, nhưng mà trong tương lai là lúc nào chúng ta cũng phải có cái ý định là chuyển sang cái bộ khác ngay. Đấy, còn như cái trận này nhá, tôi thử một cái tôi không chia sẻ cho anh em xem anh em đoán được không. Một thằng chơi mết đã phải chuyển sang là chơi một thằng chơi 9 mết và nó có ý định là chuyển sang Witcher này. Cái thằng 9m đang có cái ý định là chuyển sang Witcher. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy là một cái trận đấu đỉnh cao. Và anh em hãy xem về cái diễn biến nhá, anh em đừng có xem về cái kết quả anh em ạ. Cái kết quả
kể cả là top 2, nhưng mà ở trong cái diễn biến trận đấu ấy, nó sẽ giúp ích cho anh em rất nhiều. Cái đấy mới là cái hay. Cái hay ở cái diễn biến nha anh em nhá. Tôi xin nhắc lại là hay nó không phải ở cái kết quả. Top 1 nó là quá là bình thường luôn anh em ạ. Hay nó ở cái diễn biến ấy. Thế nên là nếu mà anh em muốn anh em chơi hay, anh em sẽ phải xem cái diễn biến. Đấy, ok, 6 cá vào rồi này. Anh em có thấy chưa? Nó kẹp 6 cá rồi đây này. Nói cấm có sai. Quá đơn giản cho thằng này. Và anh em thấy không? Cái thằng chơi cùng ấy, vừa nãy nó chơi 9m nhưng mà nó thấy có thằng nó kẹp 6 cá vào ấy. Nó ra con Fallen Witcher 2 sao là nó sẵn sàng nó chuyển về là Witcher đấy anh em. Đấy, không những nhá là mình xem bài của mình nghĩ xem bài của mình là đi cái gì, mà mình còn xem những cái thằng khác. Mình còn nhận định xem là những cái thằng khác nó chơi có hay không ấy. Đó, cái tầm nhìn cái nhìn nó bao quát ấy, được toàn bộ trận đấu ấy, thì nó mới là cái hay anh em ạ. Khi mà tôi chơi ấy, là tôi cũng chia sẻ với anh em luôn. Sẽ có các anh em đọc map, anh em sẽ không nhanh nhạy như thế. Để mà nhận ra như thế thì ở trong game ấy tôi cũng sẽ chia sẻ với anh em luôn những cái mà tôi đang nhận thấy. Đấy, tôi đang nhìn thấy người ta chơi, tôi sẽ chia sẻ kịp thời cho anh em để anh em nắm được diễn biến và cái diễn biến tâm lý của tôi luôn, là tôi sẽ chuyển về cái gì anh em nhá. Đấy, như là trận này nhá, ngay kể cả bản thân cái thằng anti tôi ấy, đấy, cái thằng Jerry S này cả, đấy, vào cái bảo thằng tuấn cơ mà, thì cái thằng đấy là nó là cũng không thích tôi rồi. Nhưng mà tôi phải nói với anh em là nó không thích tôi thì không thích thôi, nhưng mà thằng này đánh hay đấy. Dã man. Đấy, mình nhìn là mình biết là thằng này đánh hay rồi. Đó, cái sự nhận ra một cái đối thủ mà nó xứng tầm ấy, nó rất là dễ. Với những cái người chơi mà ở cái mức rank đỉnh cao này thì cái việc mà nhìn ra đối thủ ấy, nó rất là dễ luôn. Đấy, mà nó chuyển sang, anh em thấy nhanh không? Chỉ mấy round thôi nhá. Anh em thấy chưa? Hoàn toàn khác biệt nhá. Anh em nhìn cái bảng của tôi bật lên ở cái down 20 ấy, anh em thấy là gì, 5 thằng chơi mết, nhưng bây giờ thì không. Và tôi cũng thế anh em ạ, tôi cũng sắp chuyển rồi. Tôi cũng sắp chuyển rồi anh em ạ, tôi không còn là 5 rồng 9 mét nữa đâu. Đấy, tạm thời là chuyển sang Aegir Seed rồng đã nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ chỉ là như thế này thôi anh em ơi. Căng chưa, căng chưa, căng chưa. Vừa lấy có 5 thằng, bây giờ là gồm có tôi và hai thằng đã chuyển rồi, thằng Trung Quốc và thằng Jerry đã chuyển sang bộ khác rồi. Đấy, còn hai thằng mà sắp chết ấy, nó đang đánh 9m đấy anh em, 9m 5 rồng xuống hố rồi. Anh em à, bởi vì có những cái thằng cao tô trực tiếp. Đấy, và nó đang rất xanh như thằng Cat GG Well Play. Rõ ràng cái việc đọc map nó quan trọng lắm. Và đây nó sẽ là cái diễn biến nha anh em nhá, diễn biến trận đấu. Rất căng đấy anh em à, trận đấu căng thẳng thật sự. Đúng đầu mùa khác. Đầu mùa mà đánh với cả đánh Queen thế này là không đơn giản đâu anh em. Đây là Queen đầu mùa đấy chứ không phải Queen cuối mùa đâu. Đấy, và cũng xin chia sẻ với anh em luôn là cái mức rank ấy, cái rank ví dụ là rank Queen này hay là rank King này, rank Rook ấy, rank Bishop ấy, là nó phản ánh được cái trình độ của từng người. Đấy, nó phân hóa ra từng cái cấp độ một. Đấy, và kể cả bản thân là rank Queen nó cũng sẽ có là Queen Zip rồi Queen Zap, tức là có Queen là Queen đánh cực kỳ hay luôn ở trong Queen, hay hơn những cái Queen còn lại. Đấy, những cái có những cái Queen mà nó chỉ gọi là lằng nhằng thôi, chỉ gọi là gì, là Queen tiểu học thôi. Đấy, nó khác nhau anh em ạ. Đấy, thì trận này là gặp là cái ông này là Queen nó gọi là đỉnh cao con mẹ nó luôn. Nào 26 lên được con con Shadow 3 sao. Chịu à. Và đang kẹp vào 6 cá rồi, đấm những cái nhà mết đấy. Thế nên là vào trong game ấy mà nhìn thấy cái bộ truyền thuyết ấy mà có con rồng 5 tiền thì xong rồi chơi 9m 5 rồng thì cũng chưa ngon đâu anh em ạ. Nhất là chơi ở những cái mức rank cao như thế này. Mình nhìn thấy là người ta nhìn thấy và bọn nó chuyển sang hết, thì rõ ràng là những cái thằng mà kẻ thức thời thì nó sẽ là Trang Tuấn Kiệt thôi anh em. Đó, rõ ràng rồi. Và cái thằng GG Valor Play nó đang là cái thằng mà thức thời đấy. Dã man thật sự. Đấy, nhưng mà nó thức thời thì mình cũng sẽ phải thức thời thôi. Ok. Cái thằng bạn của nó thì cũng rất là tỉnh táo luôn. Thằng Jerry S kia nó cũng đã chuyển sang là chơi Witcher rồi. Nhưng mà nên nhớ nhá là Witcher ấy nó chỉ đấm được những cái thằng kia thôi.
Chứ còn tôi là cái thằng counter Witcher đấy. Còn lý do tại làm sao tôi lại chuyển sang cái bộ counter Witcher? Bởi vì nó là anti tôi và tôi muốn đấm nó. Anh em hiểu không? Tôi muốn là cái thằng đấm nó nên là tôi mới chuyển sang cái bộ Aegis đấy anh em ạ. Đánh nó đều có lý do tại làm sao đấy anh em, chứ không phải tự nhiên mà nó lại là Aegis đâu. Tạm thời thì sẽ không đấm vào cái thằng này. Ok. Rồi. Đấy, và trong cái lúc này thì tôi sẽ mất máu một chút xíu. Để tôi đấm cái thằng Zeriat đã anh em ạ. Tôi giữ bộ này tôi đấm nó đã. Sau khi thấy cái thằng đấy ra đi thì chúng ta sẽ chuyển rất là nhanh nha anh em nhá, rất nhanh luôn. Chỉ khoảng 1-2 round thôi là tôi sẽ chuyển luôn thôi. Và để được cái chuyển như thế nó đã phải có một cái sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ cái round 20 khi mà bật bảng lên nhận thấy là đối thủ đang có cái vấn đề như này như này. Nó đang có cái ý định như nào là đã đọc map xong hết rồi anh em ạ. Bật lên phát là đọc map xong hết rồi mà. Đấy, biết được đối thủ là định có ý định là chơi gì rồi và mình chuyển sang cái gì rồi. Chứ không phải là bây giờ là mới chuyển đâu anh em. Cái sự này nó chuẩn bị rất lâu rồi. Đấy, và các anh em mà mấy hôm trước ấy có yêu cầu tôi là làm những cái video tóm tắt ấy thì tôi khẳng định với anh em luôn là không bao giờ luôn. Làm sao mà tóm tắt là có được những cái như này để mà nói đúng không? Làm sao mà có thể có những cái chia sẻ như này được? Không bao giờ có luôn. Giữa game như nào, đối thủ đang có ý định là như thế nào, suy nghĩ như nào, phân tích coi như là tâm lý của đối thủ. Nó gọi là đấu trí ấy, anh em ạ. Và cái hay ở trong cái con game này ấy, khi mà anh em xem ấy, không phải là cái top 1 mà là chính là cái gì, là cái đấu trí ấy này. Anh em hiểu không? Đây rồi, tôi sẽ không lấy cái món đồ hack nha anh em nhá. Không lấy cái món đồ bắn trưởng đâu, mà tôi sẽ lấy cái vương miệng để tí nữa tôi sẽ chuyển sang cái bộ này. Tôi chơi với cái thằng kia. Đấy. Tất cả nó là đấu trí đấy anh em ạ. Anh em xem một cái con game anh em như xem một cái bộ phim đấu trí. Cực kỳ hại não luôn. Rất hay đấy. Rồi sang đây đi. Đem cái thằng Witcher sang đây. Nhanh lên. Dã man. Đem nó sang đây. Vẫn chưa gặp. Nhưng mà không sao. Cái thằng Witcher nó gặp cái thằng gấu kia thì vớ vẩn rồi cũng sẽ đi thôi. Trong khi đấy tôi gặp cái thằng Feather. Thằng này nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa bộ Feather và cái bộ bộ cá để counter vào cái nhà Witcher. Đấy, xong rồi. Bây giờ là chắc chắn nó sẽ chuyển sang cá nhá. Và đồng thời tôi cũng ra cái con rồng 5 tiền này. Nhưng mà cái round sau ấy thì là một cái round hên xui. Bởi vì bây giờ là còn có 3 người, nó sẽ reset lại. Nên là cái round sau chưa biết được là gặp thằng gấu hay là gặp cái thằng sáu cá đâu. Đấy. À ôi giời, toàn gặp mấy thánh à. Đúng rồi. Tôi cũng thấy là cái trận này là cái trận khó đấy, khó chơi đấy. Đối thủ căng anh em ạ. Gặp trận đỉnh cao rồi anh em ạ. Gặp trận này đỉnh cao rồi. Từ cái thằng Trung Quốc nó cũng là hay luôn đấy. Nhưng mà nó chuyển, nó cũng bị coi như là bị gấp gáp. Nó chuyển gấp gáp quá nên là nó đi thôi anh em ạ. Giữ máu không tốt ở giai đoạn giữa game. Trận này anh em nhìn cái thằng Feather đánh ở top 1 ấy, nó ra được 3 sao rất sớm. Từ con cây 3 sao nhá. Rồi form được cái đội hình 9 Feather rất sớm. Nó đẩy nó cũng là căng luôn. Sau đó thì nó ra được con Shadow ngay từ round 26 đã ra được 3 sao rồi. Đấy. Mà ra được 3 sao cũng chưa chắc đã làm gì được cái ở trong cái trận đấu này đâu. Vì trận đấu này ai cũng hay anh em ạ. Cái gì thua 7 game liền à? Thua 7 game liền. Dã man. Rồi cái round này nó sẽ là một cái round random nên là chúng ta sẽ chưa biết được cái đối thủ tiếp theo là ai. Nên là tôi sẽ giữ cái đội hình này thôi. Cái đội hình này có thể thua cái bộ kẹp cá ấy. Nhưng mà nó cũng sẽ không mất nhiều máu như cái bộ 9m đâu. Hay là cái bộ 6m kẹp rồng đâu. Bộ này nó lọt, nó cũng sẽ lọt ít thôi. Chúng ta sẽ thua nhưng mà chúng ta sẽ lọt khoảng 1-2 con. 2 con 3 sao thôi chứ không lọt nhiều. Ok. Bây giờ sẽ là một cái trận đấu giữa ba nhà quản tù tì đây.
kéo đấm lá đây. Đấy, dư nó là hợp lý luôn anh em ạ. Và cái round tiếp theo cũng chưa biết được nhá. Cái round tiếp theo có thể chúng ta sẽ gặp lại cái bản chính của bé Bô. Đấy, nên là vẫn sẽ để cái đội hình này thôi. Round này vẫn sẽ để đội hình này nhá. Chưa chuyển đâu. Bao giờ gặp cái thằng GG Fail ở đây chuyển. Cái round chuyển sẽ là một cái round rất nhanh nhá anh em nhá. Đấy, anh em sẽ thấy là cái diễn biến trận đấu và cái tâm lý để mà nhận định đối thủ. Ui ơi, gấu đá 3 rồi anh em ơi, vãi đái. Gấu đá 3 và sắp chuyển sang là God Warlock. Dã man. Trình cao anh em ạ. Hai đối thủ còn lại là hai cái người trình tương đương với tôi. Đã kẹp Doom rồi. Kẹp Doom và chuyển sang God Warlock kết hợp với gấu đá, vãi đái. Con gấu này nó sẽ túng trưởng liên tục. Cái con gấu đá này khi mà nó kẹp gót ấy thì nó sẽ là gì, 1 giây tung trưởng một lần, nhưng mà nó lại đóng đá được tới tận 2,5 giây. Có nghĩa là nó sẽ đóng đá liên tục đấy. Tôi nghĩ trong cái trận đấu này cái thằng ra được cái con Shadow 3 sao nó không ăn thua đâu. Trận này gặp trùm rồi. Tôi sẽ chuyển sang Warlock bây giờ đây. Nên là tôi cũng sẽ đấm được nó thôi. Vậy là cái thằng Feather nó chỉ về ở top 3 thôi. Chả có cái cách nào mà lên được top 1 đâu. Đấy, round này tôi gặp nó rồi chuyển luôn. Chuyển rất nhanh luôn đấy. Bởi vì làm sao round sau chúng ta sẽ gặp 6 cá đây anh em ạ. Anh em biết tại sao tôi biết không? Thế là mới là cái tầm đỉnh cao. Đấy, tất nhiên là round sau nó sẽ tính toán là sẽ gặp tôi rồi. Mình tính được thì họ tính được mà. Và họ tính được là sẽ gặp là 5 rồng thì họ sẽ chuyển sang 6 cá đó. Đấy, em thấy không? Dàn hàng ngang luôn, chuyển 6 cá để dí tôi. Nhưng mà anh em ơi, nó là cái tầm rồi anh em ạ. À, đối thủ chuyển 6 cá, tôi chuyển sang 6 Warlock. Ngán gì 6 cá bạn ơi. Bất ngờ chưa? Cũng không bất ngờ làm nào. Anh em phải biết là đối thủ của tôi nó là ai chứ. Nó là Tuấn Cơm. Dã man. Định thịt tôi à, thịt dễ đấy à. Đấy, thấy chưa, úi thôi. Thằng bạn nó còn cười à. Thằng bạn nó còn cười lăn cười bò luôn. Bất ngờ chưa. Tưởng dễ ăn nhưng mà không dễ ăn như thế đâu bạn ạ. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ vẫn phải giữ cái đội hình này thôi. Bây giờ sẽ phải đưa con ác mộng lên 3 sao. Đúng rồi, không phải 5 phép. Trời ơi, Tuấn Cơm bịp quá à. Ừ, tại sao lại nói là bịp nhỉ? Đấy nó gọi là đấu trí. Khổ. Nhắc đi nhắc lại về cái sự đấu trí ở đây. Nó là rất là hại lão, anh em hiểu không? Một cái trận đấu ở cái rank đỉnh cao. Rồi, chuyển sang 6 assassin. À, 9 xin. Ok, vậy là chuyển sang 9 xin. Không ăn thua đâu anh em ạ. À, 9 xin cái gì? Nó rất là nhanh nhạy nhá. Cái round trước là cái bóng của nó gặp tôi, nó thấy kẹp 6 cá, không ăn thua. Nó chuyển sang 9 xin để nó dí tôi. Đấy, anh em thấy không? Ngay kể cả bản thân chúng ta gặp đối thủ, nó cũng rất là hay luôn. Nó chuyển rất nhanh. Rất là tỉnh luôn ấy, rất là tỉnh táo luôn ấy, chứ họ không có giữ một cái đội hình để cho chúng ta đấm đâu anh em ạ. Đấy. Sẽ có rất nhiều những cái bước chuyển dành cho cái nhà fake đấy. Họ sẽ chuyển cho đến khi nào họ đấm được tôi. Họ sẽ thử liên tục luôn. Bé Bu bây giờ thì cũng đã bắt đầu ăn được rồi. Nên là tôi nghĩ là trận này nó sẽ là trận solo giữa tôi và bé Bu thôi. Cứ bao giờ mà form được cái bộ 4 gót kẹp với cả gấu kẹp với cả Warlock ấy, thì là lúc đấy là nó sẽ đi lên thôi. Trận này nó ngoài cái việc là căng thẳng đấu trí về cái việc xây dựng đội hình ấy, chuyển bài counter ấy, thì nó có một cái hay này này. Anh em không để ý đâu, nhưng mà tôi để ý đấy, là đối thủ bắt đầu xếp bài counter. Xếp bài ở đây là xếp bài xếp đội hình ấy.
Nên là chúng ta phải xếp cẩn thận đấy. Bây giờ tôi mới để ý. Nó đang bắt tôi đấy, nó đang bắt tôi đấy. Nên là bây giờ phải cẩn thận nhá, lấy giáp xương đi cho nó an toàn. Tôi nghĩ là giáp xương bất diệt, khả năng trận này không. Lấy giáp xương trước. Toàn đa vật lý thôi anh em ạ. Trận này đối thủ toàn là những cái người hay. Đấy, phải xếp như này này. Xếp như này thì bố nó không bắt được tôi. Đây. Bắt hộ cái. Được chưa? Ok chưa? Kẹp cọc vào. Tôi sẽ phải tiến cái thằng GG của Play sớm anh em ạ. Thằng này thì bây giờ sẽ late game sẽ có cách diệt thôi. Chúng ta chuyển về 6 block. Nhưng mà thằng GG của Play ấy, nó vẫn sẽ ăn được tôi đấy anh em ạ. 9 xin thì không ăn được đâu, nhưng mà nếu nó sẽ chuyển sang cái bộ này nó sẽ ăn được tôi. Và tôi xin chia sẻ với anh em luôn, là tôi sẽ chia sẻ cho anh em ấy thì bí mật tôi nhá, chứ anh em đừng có nói với nó. À đúng rồi. Chưa kịp chia sẻ thì thằng bạn nó đã chia sẻ rồi, thằng bạn của nó đã mách rồi. Chuyển về 6 Galaxia nó ăn được tôi đấy anh em. Thôi từ từ đã, cứ bình tĩnh, chưa biết được đâu. Máu nó còn một đống máu ấy kìa. Phải dí nó sớm, dí nó chết sớm đi. Căng thẳng thật sự luôn. Rồi, nó lại cặp nha. Ok bạn ơi. Đừng nghĩ mà chết không? Cố gắng gì đâu đến chết đi. Ôi nhưng mà đây cái bóng anh em ạ. Cay nhờ. Ôm cọc đi, ôm cọc đi, ôm cọc đi. Rồi. Ui nó có bất diệt. Nó sắp đi rồi anh em ạ. Bị thằng đá nó giết rồi à. Thằng gấu đá nó giết rồi. Thôi xong rồi. Đâu sao gặp tôi là chết rồi. Vậy ở đây là một trận solo đúng như tôi dự đoán luôn. Anh em thấy không? Đúng như tôi dự đoán. Không có sai một tí nào luôn. Tôi sẽ gặp cái thằng thằng gấu late game rồi và nó chuyển sang God rồi. Cái thằng bạn nó đánh nó còn hay hơn thằng này luôn ấy. Nó bảo chuyển sang 6 Glacier kìa. Ok, ôm cọc tiếp đi bạn ơi. À ui, nó kéo cái con này xuống rồi. Thôi được rồi, không sao, vẫn ôm cọc rồi. Kiểu gì thì cũng ôm cọc, bởi vì cái con cò của tôi đứng ở cạnh cọc mà. Kiểu gì cũng ôm cọc rồi. Thôi xong rồi. Không nhấc được cái người lên luôn nè. Cấm đánh đến chết. Ok. Đấy, giải quyết lần lượt từng đối thủ. Nhưng mà thằng bé bo hơi căng đấy nhở. Bốn gót 6 block. 4 gót 6 lock kẹp với cái con gấu á. Thề. Bây giờ cái con Doom nó phải sống được. Chúng ta sẽ phải có con Doom mà nó sẽ phải đúng trúng vào con gấu đá. Nhưng mà cái con gấu đá ấy, tôi có một cái này mà tôi cũng xin chia sẻ với anh em là để mà Doom được vào cái con gấu đá là không đơn giản đâu anh em ạ. Ok. Con Doom này nó phải 2 sao đã thì mới chơi được. Từ từ đã. Doom 1 sao thì không sống nổi đâu. Con Doom phải 2 sao sống được để mà Doom vào con gấu đá ấy. Nhưng mà cái con gấu đá này ấy,
Nó stun liên tục anh em ạ. Nó stun nó cái này nó không phải là 1 giây một lần mà nó là 0,5 giây một lần ấy. Anh em nhìn cái con gấu đá kìa. Trong khi đấy cái skill của nó là nó đóng đá tới tận là gì? Là 2,5 giây. Vãi đái. Thế đứng im mình chết luôn ạ. Không tung một trưởng kìa anh em thấy không? Con ác mộng của tôi nó không tung một trưởng luôn. Thề cay rồi. May mà có giáp xoay rồi còi đấy. Có Radian đấy. Vẫn thua ạ. Khó chưa? Thế này là phải run ác mộng 3 rồi. Nhiều anh em cứ bảo kẹp con Doom vào để counter con bộ gót gấu. Như là ở trong cái video trước tôi ra cái video kẹp cái con gấu Metalith ấy, xong rồi kẹp với cả cái bộ gót ấy. Nhưng mà anh em có biết không, là để mà kẹp cái con Doom mà nó Doom được trúng vào cái con gấu ấy, nó là cả cái vấn đề. Bởi vì con gấu nó có 2 tiền thôi anh em ạ. Anh em thấy là ở đây con gấu lên được 3 sao rồi mà vẫn không Doom trúng được. Bởi vì làm sao, gấu 3 sao thì nó cũng chỉ có 6 tiền. Một cái con 6 tiền thì nó chỉ tương đương với một con 4 đô 2 sao thôi. Rất khó để có thể Doom trúng. Tương đương với một con 4 đô 2 sao. Doom kiểu gì nó trúng được khi mà ở trong đội hình này có rất nhiều những con 4 đô. Khó anh em ạ. Kẹp Doom ấy, nó chỉ có khoảng 10% cơ hội là trúng thôi. 10% cơ hội là chiến thắng thôi, cũng chả phải trúng. Bởi vì nếu mà có Doom trúng ấy, thì cũng chưa chắc đã giết được nó. Doom trúng nhưng mà phải kết liễu của nó cơ. Còn nếu mà không Doom trúng mà không kết liễu của nó ấy, thì là nó lúc nó tỉnh dậy là nó lại lật kèo thôi. Mà lúc đấy con Doom nó chết bố rồi. Con Doom này nó cũng đâu có thể sống được đến cái lúc đấy đâu. Khó đấy anh em. Anh em nhìn con Doom nhá. Lên 2 sao rồi đấy. Không nhấc được cái tay để mà Doom luôn. Thề. Mà anh em nhìn kìa, nó Doom kìa. Nó Doom vào cái con Velom anh em ạ. Thấy chưa anh em thấy chưa? Nó có thể Doom vào Velom hoặc là có thể Doom vào con Sound Dipper. Chứ còn để mà Doom vào con gấu nó là cả một cái vấn đề luôn. Hy vọng là con ăn bông nó sẽ trụ được cho tôi. Sợ quá. Ngoài nó khống chế đến chết. Có tung một trưởng đâu. May mà có cái BKB bây giờ tung một trưởng rồi. BKB còn sống được đấy. BKB thì cũng chỉ bật trong khoảng 10 giây là không bị nó stun thôi. Có chịu chưa? Hết BKB một cái là đứng im đến chết luôn này. Mẹ nó. Tung trưởng hơn 1 giây, tung trưởng một lần mà đóng đá tận 2,5 giây thì đỡ thế nào được. Thề. Vãi cứt. Chết rồi. Chứ lại tình hình là vớ vẩn là kéo dài mãi mãi mất. Một là tôi thua, hai là kéo dài mãi mãi rồi. Chứ chả biết làm nào giết nó anh em ạ. Trừ khi là bây giờ Doom trúng được cái con gấu. Hôm nay sinh nhật tôi cũng phải chia sẻ thật với anh em luôn là tí nữa tôi cũng đi ăn với vợ tôi. Nói thật là còn đi ăn nữa cơ. Đấy. Hy vọng là cái trận đấu này nó sẽ không kéo dài lâu. Tí nữa mà vợ tôi gọi tôi là tôi sẽ phải đi ăn đấy. Nên là trận này tôi sẽ không thể kéo dài lâu đâu. Tôi không thể ngồi lâu với anh em được như trận trước đâu. Cái trận mà dài nhất ở trong cái lịch sử tôi chép mà tôi up lên trên kênh tôi ấy, là nó dài 1 tiếng rưỡi. Vãi đài luôn. Mà lúc đấy là mình cũng buồn ỉa quá rồi. Mình cũng phải thoát. Chả biết làm cách nào. Mà trận này thì tôi cũng không có ỉa đái, không buồn ỉa gì cả. Nhưng mà nó lại vướng cái là tí nữa đi ăn với vợ. Nên là cũng sẽ không ngồi được. Mà cũng không chịu đựng ở đâu anh em ạ. Vợ ơi, cái là phải đi ngay đấy. Mẹ, dễ lắm anh em ơi. Tôi nhìn tôi biết là cái trận đấu này nó kéo dài mãi mãi mẹ ơi. Chồng
Bây giờ thì nó không thể kết liễu tôi. Ác mộng 3 sao không biết có gì khác biệt không. Tôi nghĩ là cũng chả có gì khác biệt. Cũng là được im đến chết rồi. Round thứ 43 rồi. Bây giờ thì chỉ có lui con Doom lên 3 sao thôi. Lui Doom 3 sao, ác mộng 3, khan 3. Tất cả đội hình 3 sao đấu với nhau thôi chứ còn làm nào nữa. Hai cái bộ Warlock này thì nói thật với anh em là cũng chuyển bây giờ late game rồi. Warlock đó là vô địch rồi. Chả có chuyển sang cái bộ gì mà đánh được cái bộ Warlock ở đâu anh em ạ. Warlock siêu late game nó là vô địch rồi. Giữa game này còn bị bắt lạt chứ còn late game thì chỉ có Warlock đánh với Warlock thì còn là solo late game thôi. Chứ còn những cái bộ khác thì tất cả chỉ là con cháu hết. Gặp là sẽ quỳ hết thôi. Warlock là full đồ cam thì anh em biết là nó mạnh đến cỡ nào đấy. Tất cả những cái bộ như là Kira, Beat, máy bay. Ôi chết tôi rồi anh em ơi. Ui ôi. Sợ thế. Sắp chết thì lại bật BKB lên lại sống. Dã man. Quả đấy mà chết là coi như là thua luôn ấy. Căng thẳng thật sự. Đấy mà bây giờ chỉ có Warlock rồi mới làm một cái trò đấy thôi anh em ạ. Tức là sắp chết xong rồi lại tỉnh dậy lại hồi lại. Ôi chết rồi chết rồi chết rồi. Ôi rồi ôi rồi. Tôi chết rồi. Ui ve đái còn một máu ạ. Tê. Dã man. Thôi phải đưa con ác bộ này lên 3 thôi anh em ơi. Dã man thật sự. Ác mộng ơi, lên 3 đi. Một con nữa, một con nữa, một con nữa. Đây rồi. Ok, kịp nha anh em nhá. Kịp rồi, kịp rồi, kịp rồi, kịp rồi. Sợ thật. À, thằng này nó cướp Doom của tôi này, nó cướp Doom này. Vậy là ấy. Nhà bây giờ chơi 6 Warlock này chả sợ Doom đâu. Có cướp được Doom thì cũng đừng im đến chết thôi mà. Có Doom hay không Doom thì nó vẫn là đừng im đến chết thôi. Anh em nhìn này có tung một trưởng đâu. Bây giờ chủ yếu dựa vào cái giáp xoay với cả cái Radiant thôi anh em ạ. Cướp được Doom hay không thì vẫn thế mà. Nó y nguyên chả khác gì. Lên được 3 sao thì con này của tôi nó sẽ nhiều máu hơn. Dam thì vẫn thế nhưng mà máu nhiều hơn. Gây được... lượng đam thì nó sẽ bắp cho máu và sẽ sống dai hơn. Nhưng mà cái vấn đề ấy là bây giờ chúng ta sẽ hòa thằng này. Không có máu để kết liễu này anh em ạ. À không có đam, không có đam để kết liễu. Cứ đánh được một tí máu nó lại tung trưởng nó lại đầy rồi. Khó chịu chưa. Rất có thể là vì nhà phát hành xem được những cái trận đấu như này của tôi ấy, nên là nhà phát hành nó mới lép cái bộ 6 Warlock đấy anh em ạ. Bởi vì 6 Warlock ấy nó sẽ có những cái trận đấu nó như thế này này. Về late game, khi mà chúng ta chơi 6 Warlock đánh siêu late game thì nó sẽ như thế này đây. Nó sẽ là một cái trận đấu kéo dài mãi mãi, không có điểm dừng. Mà nhà phát hành thì nó không muốn thế. Nó muốn là sẽ phải có cái trận đấu mà nó có cái điểm dừng để còn đánh giải. Chứ còn mà bây giờ mà vào giải mà gặp cái trận đấu như thế này thì chắc là thôi. Đánh đến cả ngày luôn. Chắc chắn là sẽ chả ai người ta quyết đâu. Vào giải người ta sẽ phải đánh đến cùng. Và anh em thấy rồi đấy. Đánh đến cùng thì nó sẽ cực kỳ là khó chịu, cực kỳ là mệt mỏi luôn. Bây giờ là sẽ kéo dần dần về late game là về round 50 thôi anh em ạ. Tôi mà một khi mà tôi đã lên được cái con ác mộng này lên 3 sao thì tôi cũng sẽ không phải chết ở đâu. Khó thật sự. Con Doom của tôi chưa một lần nào nó Doom trúng vào con gấu luôn. Anh em cứ để ý mà xem. Chưa có một round nào nó Doom trúng vào con gấu. Bây giờ nó đã bắt đầu có 5 tiền 2 sao rồi thì không bao giờ Doom trúng được luôn. Đấy các anh em xem cái trận gót gấu của tôi, anh em cứ bảo kẹp Doom vào thì ăn được. Không anh em ơi. Tất nhiên là nó cũng có tỷ lệ ăn nhưng mà nó chỉ 10% thôi ấy. 10% là ăn được thôi. Chứ còn bây giờ anh em nhìn cái con Doom này, nó có bao giờ nó Doom trúng một con gấu đâu. Không bao giờ Doom trúng vào. Thậm chí là bây giờ Doom nó chết trước khi tung được lần thứ hai luôn. Đấy cuối cùng là cũng chỉ là con ác mộng sống thôi. Khó thật. Bây giờ đến những cái giây phút mà cả hai nhà bị chia đôi máu rồi.
Ôi mẹ ơi, bây giờ là bao nhiêu phút rồi nhỉ? Dã man thật sự. Nhiều kiểu gì đây? Khó chịu quá đi mất thôi. Đối thủ còn bảo là thôi AFK đi lấu bì kìa. Dã man. Thì đúng là AFK thật chứ bây giờ làm nào giờ? Giờ chỉ có đưa hết đến 3 sao thôi anh em ạ. Bây giờ tôi có hai cái sự lựa chọn, một là giữ nguyên cái bộ Warlock này và đưa hết nó lên 3 sao, hai là chúng ta sẽ phải chuyển sang Greater để giảm cái khống chế của nó. Nhưng mà có điều là Greater nó sẽ không có hồi máu ấy. Dã man lắm đấy nhá. Chuyển sang Greater mà gặp 6 Warlock late game có ăn nổi không nhỉ? Về căn bản là cái bộ 6 Warlock này nó không phải là mạnh ở cái khống chế anh em ạ. Cái khống chế của nó thì đương nhiên là mạnh rồi, nhưng mà nó mạnh ở cái hút máu của nó ấy. Hút máu late game nó mạnh lắm. Đây là cái bộ đánh siêu late game. Trong khi Greater không có hút máu thì hấp thụ, không hấp thụ được máu, tôi sợ bị dí chết rồi thôi. Không có đủ đam để giết cái bọn Warlock ấy. Chuyển sang cũng hơi rèn, chuyển phát thua luôn. Không chuyển thì còn như này, nhưng còn vớ vẩn chuyển thì thua luôn anh em ạ. Khó đấy, không dễ đâu. Vừa đang đắn đo một cái trận đấu hay như thế này. Đùa chứ thật sự cái con gấu bất trị thật luôn ấy. Thề anh em nhìn nó stun kìa. Nó stun thì con ác mộng. Trừ những cái lúc mà tôi bật được cái trừ tà với cả cái BKB lên ấy, thì gần như là tôi đứng im luôn. Tôi không tung một trưởng luôn. Đây anh em nhìn này. Thấy không? Lỗi thật sự. 1 giây tung trưởng một lần nhưng mà lại stun từ tận 2 giây. Dã man. Đúng là đứng im đến chết mà. Sợ quá đi mất thôi. Cái tầm này thì mình cũng AFK rồi. Dã man quá anh em ạ. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ là 5 rưỡi rồi anh em ạ. Hôm nay có thể tôi sẽ đi ăn khoảng 7 giờ đi ăn. Nhưng mà phải chuẩn bị, phải tắm táp các thứ. Chắc là tắm táp rồi các thứ thì cũng phải 6 giờ là phải kết thúc rồi để còn chuẩn bị anh em ạ. Chứ còn bây giờ 7 giờ sát giờ đi thì không đỡ đâu. Bây giờ ngồi thêm 2 tiếng nữa chết tôi. Tôi chắc là tôi sẽ có cái giới hạn anh em nhé, để chúng ta có thể là kết thúc một cái trận đấu này. Đấy là nếu mà tôi lên được cái đống này thôi, tôi chơi sự Warlock anh em ạ. Tôi lên được cái đống này lên 3 sao thì chắc là tôi dừng thôi. Tôi không chơi nữa. Lên được tất cả lên 3 sao rồi tôi out nha anh em nhé. Mà chắc là cũng chẳng lên được tất cả lên 3 sao đâu. Nếu mà không lên được tất cả lên 3 sao mà trong vòng khoảng 1 tiếng nữa là tôi cũng sẽ out, tôi tự động tôi out thôi. Mệt mỏi thật sự ấy, thề. Chúng ta còn lốt cái đồ ra 50 nữa là xong thôi. Mà đồ 50 thì nói chung là thêm được một món tím thì cũng chả có cái khác biệt gì đâu anh em ạ. Nó sẽ không có sự khác biệt. Nó vẫn sẽ thế thôi. Cái vấn đề là như thế. Đối thủ không kết liễu nổi tôi và tôi cũng sẽ không kết liễu nổi đối thủ. Bây giờ đối thủ cũng sẽ chả có chuyển được sang bất cứ cái lineup nào để counter tôi cả đâu. Beat bây giờ cái tầm này là late game rồi thì Beat cũng chả làm gì được cái bộ này nữa rồi. Bây giờ chuyển sang Beat thì không counter được Warlock nữa anh em nhá. Đấy và tôi cũng thế, tôi chuyển sang, bây giờ chuyển sang Creator tôi cũng đang tính là như thế. Nhưng mà vấn đề là cái sự đáng sợ của cái bộ đấy nó không phải đến từ cái stun của con gấu, mà nó còn đến từ cái bộ Warlock nữa anh em ạ. Mẹ ơi. Đùa chứ. Hôm nay xin vợ làm game để chúc mừng sinh nhật. Tặng anh em một cái video clip. Tức là sáng nay là ra một video clip rồi đấy.
Tối nay định thêm một clip nữa để tặng anh em cho vui. Xin vợ làm tí coi như là tàu nhanh thôi. Cũng coi như là phải nói khéo lắm ấy để vợ như là đi đón con rồi vợ trông con cho mà làm, nhưng mà cuối cùng vãi cả đài. Thế hỏng rồi. Đùa chứ, ngồi đến round thứ 50 à, tôi đã sốt ruột lắm rồi. Lì thật sự. Liệu rằng có cái cơ hội nào mà đối thủ cũng phải làm gì đấy sau đó đối thủ tự quyết không nhỉ? Hay là đối thủ bốn ỉa chán giống tôi ở cái trận trước ấy. Đối thủ liệu rằng có thể bốn ỉa được không? Đối thủ bốn ỉa hay là đối thủ bị mất điện? Phải có một cái sự cố gì đấy đi. Động đất. Đùa. Mất điện đi, mất mạng đi, làm bất cứ cái điều gì để kết thúc cái trận đấu này sớm đi bạn ơi. Chả nhẽ lại quýt. Bây giờ nó sẽ là, nó không phải là đấu trí nữa anh em ạ. Vừa lấy nó là đấu trí, chúng ta đã có một cái trận đấu đấu trí rất là hay. Nhưng mà bây giờ nó là lên cái tầm mà tối thượng. Chúng ta có thể chuyển bất cứ đội hình nào thì nó cũng sẽ không thể mạnh được hơn nữa rồi. Nên là cái tầm này nó không phải là đấu trí nữa rồi. Cái tầm này nó sẽ là gì? Nó sẽ là đấu xem thằng nào lì hơn. Cái sự gan lì sẽ làm nên chiến thắng đấy. Thằng nào lì hơn thằng ấy thắng thôi. Thôi lấy lốt cái giáp từ trừ tà là hết. Vậy là xong. Không còn cái món đồ nào phải lấy nữa. Cái câu chuyện ở đây nó là kết thúc ở đây anh em. Úi dồi ôi. Đổi đồ cam nhá. Món đồ cam cuối cùng của tôi. Ui rồi ôi, sai lầm rồi. Tôi đang định chuyển lấy cái hack nhưng mà không lấy được. Không lấy được hack anh em ạ. Khó chịu quá anh em ơi. Hỏng rồi. Nếu mà lấy được cái crit này ấy, thì lại có một cái ý tưởng mới để kết thúc trận đấu. Chúng ta sẽ chuyển sang Glitter và chúng ta dồn toàn bộ đồ cho con Lancer. Anh em ạ. Không biết có ăn nổi không nhỉ. Cái vấn đề là con Lancer nó sẽ bị hấp thụ máu với cái bộ này. Bộ 6 Warlock nó sẽ hấp thụ máu của Lancer. Lancer nó sẽ bị mất máu. Nó sẽ chỉ có khoảng 1k máu thôi. Thì cái lượng hồi máu của nó sẽ không cao đâu. Nhưng mà thôi là rồi, cứ thử đi vậy. Xin phép anh em là chắc là tôi sẽ ngồi với anh em khoảng nửa tiếng nữa thôi anh em nhá. Gần 6 giờ rồi. Ngồi đến 6 giờ, cùng lắm là 6 giờ 15 thôi anh em ạ. Con phải tắm rửa chuẩn bị sạch sẽ rồi còn đi ăn. Khổ rồi đấy. Bây giờ chắc là thôi cũng chả chơi chơi Warlock nữa. Chuyển sang Gladiator kẹp với cả Doom. Ê à, càng ấy. Ơ, sao cái đợt này tôi có vẻ tôi hồi máu kém hơn nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Ui rồi ôi, hóa ra là đối thủ có cái Ares anh em ạ. Ánh mắt của Ares. Chết rồi, vậy là không chuyển được sang đâu. Bây giờ chúng ta chuyển sang Creator thì con Lancer nó cũng không hồi máu được. Có ánh mắt Ares rồi. Khó nha. Làm nào đây? Anh em cho tôi chút ý kiến là làm nào nào. Bây giờ chuyển sang gì để ăn được nó đây?
Thậm chí tôi còn đang sợ tôi sẽ đứt bất cứ lúc nào này. Nó có cái giảm hồi máu, tôi phải bật được cái giáp trừ tà lên thì tôi mới giải được cơ. Căng quá nhỉ, mà tôi mệt lắm rồi ấy, anh em ạ. Theo cái tầm này tí nữa phải để giữ giọng để còn tâm sự với vợ. Chứ còn bây giờ nói mệt tí nữa đau họng làm gì còn nói gì nữa. Chả nhé lại đi ăn với vợ lại không nói câu nào. Thế thì buồn cười. Thôi xin phép anh em cho nói ít một chút nhá. Tầm này thì nói thật với anh em là mệt quá rồi. Sợ thật đấy. Bây giờ phải làm nào đây? Kìa anh em thấy không? Cái ánh mắt Ares nó làm cho tôi không hồi được máu kìa. Bật BKB lên thì lại hồi được máu. Bật BKB, bật giáp trừ tà lên thì lại hồi được. Nhưng mà nếu mà tắt cái đấy đi thì là chết đấy nhá. Cái ánh mắt Ares này nó sẽ được giảm bởi hai cái món đồ. Nó sẽ giải được bởi cái BKB và nó giải được bởi cái giáp trừ tà. Đấy, lại không hồi máu rồi kìa. Chết rồi, bật giáp trừ tà lên. Ơ, giáp trừ tà không giải được à? Vậy là chỉ có BKB mới giải được á. Ui, nó chết tôi rồi. Ui, mày thế. Lại hết giờ, thế là tôi lại sống. Tí nữa thì chết ạ. Hên thật. Căng thẳng quá đi mất thôi. đến đây vẫn căng thẳng. Có lên chuyển sang creator không? Bình thường không chuyển thì sao, chuyển phát chết ngay thì dở lắm. Kẻ tám lạng người lửa cân anh em ạ, khó thực sự luôn. Khó lắm. 10 giây nữa là bật được BKB. Giáp trừ tà còn 3 giây nữa bật được. Ok. Bật BKB lên thì lại sống không? Cứ bật BKB lại hồi được máu. Đấy, giáp trừ tà bật lên rồi. Giáp trừ tà sẽ chống stun trong vòng 3 giây cũng được. Nói chung là ok. Chết rồi, lại sắp chết rồi, còn 4 giây nữa kìa. Úi dồi. Đúng lúc sắp chết thì lại hết giờ ạ. Thề. Đối thủ cay lắm ơi. Thề. Vãi đái thật. Dã man. Đối thủ còn mé luôn mà. Mé. Tôi cũng hết hồn luôn, nó đào vừa rồi. Sợ thật sự đấy. Ôi mẹ ơi, đánh đến bao giờ đây? Chả nhé lại 666 hiệp. Có khi nào là 666 hiệp không? Lịch sử lại lặp lại à? Vãi đái thật. Thôi anh em ngồi thưởng thức đi nhá. Bây giờ nó sẽ là cái màn mà tôi sắp chết rồi tôi lại sống. Trời ơi, mẹ ơi. Vợ mình chắc sốt ruột lắm rồi. Vợ tôi đang ngồi ở một cái phòng ở cạnh cái phòng của tôi đang làm việc. Anh em ạ, cái phòng tôi thu âm là một cái phòng cách biệt với phòng của vợ tôi đang ngồi. Nhưng vợ tôi chắc chắn đang ngồi bên đấy sẽ rất là sốt ruột. Mãi chưa thấy ông ấy xong.
Hy vọng là anh em sẽ thấy hay và anh em để lại tôi một like. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Đấy, đấy chính là cái lời mà tôi hay nói ở giai đoạn cuối game đấy. Và lấy con thời gian này anh em sẽ chọn cái clip bên trái hoặc clip bên phải để xem. Nhưng mà nói thật với anh em là cái tầm này tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ ngồi thêm một lúc nữa để xem là bây giờ đối thủ sẽ làm cái cách nào để giết được tôi đây. Còn tôi chịu đấy. À, tôi ngồi được khoảng 15 phút nữa thôi. Đúng 15 phút nữa, đúng đến 6 rưỡi là đi. Là nghỉ để đi đâu. Đối thủ bây giờ cũng chịu chết rồi, chả có làm gì được tôi. Thôi để pha cốc cà phê đã anh em nhá, cho tỉnh táo đã. Khát lược quá rồi. Anh em cứ xem đi, đấy, lại sắp chết rồi lại tỉnh thôi anh em ạ. BKB lên máu lại hồi. Đấy, còn 24 giây nữa. Đấy, anh em cứ cầu trời khấn Phật cho nó đấm chết của tôi đi nhá. Vẫn chưa chết à? Thề. Trận này ấy, khả năng là tôi chuyển về Glitter xong rồi kết thúc trận đấu thôi anh em ạ. Thua thôi nha anh em nhá. Chứ còn để Warlock này thì chắc là cái trận đấu này nó sẽ kéo dài mãi mãi mất. Bây giờ tôi sẽ chuyển dần sang Glitter chơi. Khó chịu quá đi mà thôi. Thằng này nó chỉ đấm tôi gần chết được thôi, chứ nó không bao giờ đấm chết được tôi luôn. Nó chỉ có thể đấm gần chết được thôi. Đấy, tham mình cứ đến 1 giây là nó lại hết giờ, lại hồi sinh rồi. Round 58 rồi đấy anh em ạ. Và đến round 60 là chúng ta hết quái rồi nhá anh em nhá. Hết quái rồi. Con Roshan ở round 55 là cái round cuối cùng chúng ta có quái rồi. Đến round 60 thì nó sẽ không còn quái nữa đâu. Mệt thật sự luôn ấy. Thề. Làm thế nào giờ? May mà hôm nay là sinh nhật tôi đấy, không phải sinh nhật vợ tôi. Còn sinh nhật vợ tôi thì không có chuyện là ngồi như này đâu. Dã man. Sinh nhật tôi mới ngồi như này đấy. Còn sinh nhật vợ tôi là phải đi luôn. Đúng giờ đi thôi, chứ còn bây giờ còn ngồi làm thêm được một lúc nữa thôi anh em nhá. Một lúc nữa thôi, để xem là đối thủ có làm cách nào được không. Chứ còn đối thủ là cũng hết cách rồi. Đối thủ là Bình Minh này, rồi thì ánh mắt Ares, đủ các thứ vào mồm tôi rồi đấy. Coi như là tất cả các thể loại counter rồi. Từ là gì là cướp Doom để counter này, rồi thì sử dụng khống chế mạnh này. Đấy, dùng giảm hồi máu các kiểu rồi. Không còn cái gì để có thể là mạnh hơn nữa để giết cái con ác mộng này của tôi rồi. Nhưng mà ác mộng của tôi nó không chết cơ. Đây là một điều. Trông lực lắm anh em ạ. Rồi, 3 giây, 2 giây. Vẫn không chết ạ. Ôi giời ơi, vẫn không chết. Cứ tưởng là chúng ta tạm biệt nhau rồi. Nhưng mà không. Ôi giời, căng thẳng nha. Cũng vẫn là giật gân luôn. Đến giây phút này mà chúng ta vẫn cảm giác vẫn rất là giật gân đấy anh em. Đối thủ vẫn có cái cơ hội tiêu diệt được tôi đấy anh em ạ. Giật gân thật sự. Căng thẳng. Ai chả. Đúng giây đầu tiên luôn thì nó lại hồi sinh lại. Về không giây là chúng ta vẫn có khả năng hồi sinh. Căng thẳng, trở lại không có bất diệt nhưng mà vẫn trông vẫn bất khuất lắm. Khó chịu thật sự. Rồi làm lại bạn ơi. Làm lại đi. Rao 60 rồi đây này. Ôi mẹ ơi. Một cái trận đấu mà thực sự là lấy đi của chúng ta rất nhiều sức lực.
Thế này là tí nữa đi ra là phải gọi 10 đĩa hàu. Phải ăn 10 đĩa hàu thì may ra mới đỡ được tối nay, chứ còn thế này tầm này hết sức rồi. Hết sức thì tối nay làm ăn được gì đấy. Dã man thật sự. Thề. Lại hòa thôi. Thậm chí là đao này nó còn không thể rút được máu tôi xuống dưới thấp. Thế là đao 60 rồi đấy. Hay thôi nha anh em nhá. Chưa quýt nhỉ. 60 đao búa rồi. Bây giờ chuyển sang Greater. Thua thôi. Anh em đồng ý không? Chắc là tôi quit sớm thôi anh em ạ. Tôi chuyển sang Greater, tôi thua tôi quit luôn. Anh em nhá. Chứ còn để này thì nó sẽ không kết thúc ở trận đấu đâu. Anh em ạ, anh em cứ tin tôi. Để này là mãi mãi luôn đấy. Thôi được rồi, làm một cái người có tâm thì tôi sẽ chuyển sang Greater. Rồi chúng ta sẽ nghỉ đó. Sắp 6 rưỡi rồi anh em ạ, còn có 10 phút nữa thôi. Đúng 6 rưỡi là nghỉ, không nói nhiều anh em nhá. Đúng 6 rưỡi là nghỉ. Chưa ra được cái con Dominator nào để tôi chuyển ấy. Với cả nếu mà chuyển ấy thì con Lancer phải lên được 2 sao mới chuyển được. Lancer mà không lên được 2 sao thì cũng chưa chuyển được đâu. Thằng này nó sẽ không kết liễu tôi đâu anh em ạ. Hứa với anh em luôn, anh em nhìn này. Khó lắm. 14 giây thì anh em bảo làm sao nó giết được tôi. Tôi có tung một trưởng đâu mà nó không giết được. Con ác mộng này của tôi là bây giờ nó có đồ để nó có thể hồi máu được rồi. Nên là nó cũng chả cần phải bắn trưởng luôn ấy. Nay tôi bỏ qua rất nhiều Lancer tôi không mua. Còn nếu mà mua tầm này Lancer chắc 3 sao rồi. Cái lúc đầu phải đưa cái con ác mộng này lên 3 sao nên tôi không mua con Lancer nào cả. Đấy bây giờ mới thấy là sai lầm này. Lẽ ra phải mua Lancer sớm để đến bây giờ chuyển. Biết đâu Lancer 3 sao lại ăn được đúng không? Một con 5 đô 3 sao đánh với cả một con 2 đô 3 sao mà chả nhẽ lại không ăn được. Khó chịu thật sự đấy anh em ạ. Tầm này tôi cũng chả biết làm nào. Ngồi bây giờ chỉ có ngồi tâm sự với anh em rồi lâu lâu ú á tí để cho nó thêm sinh động thôi. Chứ còn tầm này nói chung là diễn biến của trận đấu ở những cái round nó giống hệt nhau. Trừ khi là nó rút máu của tôi xuống còn không, hoặc là nó giết được con ác mộng của tôi. Ở cái dây thứ không thì nó còn đặc sắc tí. Nó còn thêm một chút gay cẩn đấy hiểu không? Kiểu hết hồn ấy, nhưng cuối cùng là vẫn thế thôi. Căng thẳng thật sự cái trận đấu này ấy, thề. Và tôi đã cảm thấy cái sự căng thẳng nó bắt đầu đè nặng lên tôi khi mà vợ tôi đã bắt đầu vừa mới mở cửa ra và nhắc nhở tôi bằng cách rất là nhẹ nhàng nói thì thầm rồi. Anh em ạ, vừa mở cửa phòng vào nhắc nhở rồi, chuẩn bị đi rồi. Tôi cũng đã nhắc nhở vợ tôi là 10 phút nữa rồi. Mà nói chung là cũng thấy cũng lâu hốp quá nha. Chuyển sang Greater không biết có ăn được không hay đi luôn đi. Cái vấn đề là cần phải có cái con Lancer. Luôn mà đích ra Lancer luôn. Khó chịu thật nhỉ. Lancer mà có đồ đánh tay thì cũng được ấy. Nhưng mà cái vấn đề là gì là chúng ta phải lên được Lancer 2. Hoặc là cũng không hoặc gì đâu. Chắc là cũng phải Lancer 2 đấy. Chả hoặc gì hết. Lết game lẽ ra là phải chuyển sang Greater 5 đô 3 sao đấy. Full 3 sao thì may ra mới ăn được. Khó quá bạn ơi, bạn kết thúc hộ tôi cái nhá.
Đối thủ chắc là cũng mệt chứ làm gì không mệt được nhỉ anh em nhỉ, đúng không? Chả nhẽ nó chơi giờ rơi vào đâu đấy tầm còn gần 2 tiếng đồng hồ mà chả nhẽ nó lại không mệt. Thực ra là tôi sẽ là cái người mệt hơn đấy, bởi vì tôi còn phải làm content, tôi phải làm nội dung. Ngoài cái việc là chơi ra thì tôi còn phải coi như là nói chuyện cho anh em, tôi còn mệt hơn rất nhiều. Nó chỉ việc chơi thôi, nó không phải nói. Thế nên là mình mệt gấp đôi đối thủ. Xong rồi. Làm nào đây? Gladiator cũng đã ra đâu. Ít nhất cũng phải hai con Dominator 2 sao. Khó nhỉ. 43, 60 ra 3 round rồi anh em ạ. Hôm nay nói thật với anh em nhá, là tôi cũng không thể nào tôi ngồi được tới 666 round đâu. Để mà phá kỷ lục cái trận đấu dài nhất trong lịch sử đâu em. Chịu à? Đánh cái kiểu này làm sao? Khó nhỉ. Thôi xong rồi anh em ạ, vợ tôi lại vào nhắc lần nữa rồi anh em ơi. Thế này chắc là không kịp chuyển sang Gladiator rồi. Chuyển sang Gladiator ấy, nó phải có rất nhiều con nó mới đánh được anh em ạ. Ít nhất là cái con Dominator này phải lên được là hai con 2 sao này. Lancer phải lên được 2 sao này. Đấy. Thì mới chơi được. Mà tầm này thì chắc là còn có từng lại tiền thì không lên được như thế đâu rồi. Mà bây giờ thì vợ tôi bảo tôi phải đi rồi anh em ạ. Rất là xin lỗi các anh em nhá. Trận này nó cũng sẽ thế thôi, nó mãi nó cũng sẽ thế thôi anh em ạ. Nó y chang như này luôn. Cứ sau một round chúng ta sẽ lại phải lặp lại cái tình huống cũ. Và nó cứ quay đi quay lại cái tình huống cũ thôi. Đấy, chúng ta sẽ đợi hết 60 giây rồi chúng ta lại quay lại cái tình huống như thế. Đó, nó mất nhiều thời gian lắm anh em. Bây giờ tôi đã chia sẻ với anh em đấy, nó chỉ là một cái cuộc thi gan thôi. Thằng nào lì hơn thằng ấy thắng thôi. Và hôm nay thì tôi bình thường ấy thì tôi rất là lì nhá. Tôi lì lắm, tôi ngồi đến, anh em biết là tôi đã từng ngồi đến 666 trận rồi. Đấy, 666 hiệp tôi mới dừng lại. Đấy, thế mà cái trận này là tôi hôm nay là vì tôi không thể lì được. Nên là thôi anh em ạ, rất là cảm ơn anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Còn nếu anh em yêu quý thì anh em có thể để lại lời chúc mừng sinh nhật nhé anh em nhé. Tôi rất là mong muốn là có được nhận được nhiều cái lời chúc trong cái ngày hôm nay, ngày vui của tôi. Đấy, và nếu mà anh em cái trận đấu này mà chưa đủ để cho anh em đốt thể lực của anh em ấy, anh em cần phải như là gia tăng thể lực nữa ấy, thì mời anh em xem cái video dài nhất trong lịch sử Auto Chat nha anh em nhé. Tôi sẽ để lại ở cái phần video đề xuất cuối game. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.